Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm một cái đề tài là Chúa Trời ác hơn Osama Bin Laden. Thì trang web này chuyên được thiết kế để loan truyền sự thật độc ác của Kinh Thánh. Vì từ quá lâu, các vị linh mục và mục sư đã hoàn toàn không nhắc đến những hành động phạm pháp độc ác mà Kinh Thánh khuyến khích. Khi so sánh trùm khủng bố Osama Bin Laden với nhân vật được gọi là Chúa Trời trong Kinh Thánh, thì Osama Bin Laden trông chỉ như một hướng đạo sinh mà thôi. Theo Kinh Thánh, Chúa Trời phải trực tiếp chịu trách nhiệm về nhiều vụ giết người hàng loạt, những vụ hãm hiếp, cướp bóc, cưỡng đoạt, bắt làm người nô lệ, lạm dụng và giết chóc trẻ con. Đó là chưa nói đến giết bào thai còn trong bụng mẹ. Tôi có ghi chú trích dẫn những đoạn Kinh Thánh trên kênh nên các bạn có thể mở Kinh Thánh ra mà theo dõi. Bạn cũng có thể vừa đọc vừa kiểm chứng những bản Kinh Thánh online như Bible Study Tool.net hay Skeptic Annotate Bible.com. 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì dạy rằng người không giết được, không được giết người. Nhưng tôi luôn sửng sốt đọc được trong Kinh Thánh rằng chính Chúa Trời đã không biết bao nhiêu lần ra lệnh giết chết người vô tội. Ví dụ như Chúa Trời giết 70.000 người vô tội tại vì vua David ra lệnh thực hiện một cuộc kiểm tra dân số. Chúa cũng đã ra lệnh thiêu hủy 60 thị trấn để người Do Thái được đến sống ở đó. Chúa ra lệnh giết tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ con trong mỗi thành phố này và cướp bóc tất cả những gì quý giá. Chúa ra một lệnh khác để tấn công và giết tất cả mọi sinh vật trong thị trấn, đàn ông, đàn bà, trẻ, già và cả trâu bò, chiên cừu và lừa. Giu-xua 6 trong Judet 21. Chúa ra lệnh giết tất cả người dân Jabet ngoại trừ gái trinh bị mang đi để hãm hiếp và lấy làm vợ. Khi đám lính của Chúa muốn thêm gái trinh, Chúa bảo chúng núp ven đường, và khi thấy một cô gái chúng thích thì cứ bắt cóc cô ta rồi hãm hiếp và lấy làm vợ. Hầu như cứ mỗi hai trang trong Thánh Kinh Cựu Ước thì lại có một màn Chúa giết chết một người nào đó. Trong hai kinh 10, 18, 27, Chúa ra lệnh giết tất cả tín đồ của một giáo phái thờ thần khác ngay trước giáo đường của họ. Tổng cộng lại trong Cựu Ước, Chúa Trời đã trực tiếp giết 371.186 người và ra lệnh giết 1.862.265 người. Chúa Trời trong Kinh Thánh cũng cho phép buôn bán nô lệ, kể cả con gái của mình, để làm nô lệ tình dục, cho phép lạm dụng trẻ con. Giu-đét 10:29-40 và Isa-ác 13:16 và đập mạnh con nít vào đá. Lối ứng xử phạm pháp như vậy của Chúa đáng lẽ phải gây sốc cho người nào còn đạo đức giết người, hãm hiếp, cướp bóc, buôn bán nô lệ và lạm dụng trẻ em, không để thể được biện minh chỉ vì Chúa cho phép làm như thế. Bởi vì Chúa cho phép làm như thế cho nên các cha, các linh mục, hồng y, giám mục trên thế giới đều noi gương Chúa để làm việc đó. Nhưng rất tiếc thì luật pháp của thế gian, luật pháp của nước Mỹ cũng như luật pháp của ở châu Âu, người ta sẽ không chấp nhận và sẽ bị, một là giam giữ vô thời hạn, hai là phạt tiền. Mà phạt tiền thì Vatican chi ra hàng tỷ đô, hàng triệu đô
để chuộc những cái lỗi đó. Nhưng cuối cùng rồi mọi người, ai mà nghiên cứu thì đều biết được tất tần tật, không thể giấu được. Và cảm ơn mạng Internet đã loan truyền, nhất là cái kênh Việt Catholic, cũng như Đài Tiếng Nói Tự Do Á Châu, cũng như các thông tin trang mạng khác đã loan tin. Bởi thế con người chúng ta ngày nay sở dĩ biết được chuyện xưa, chuyện xấu, chuyện tốt, thì chúng ta cần tránh những điều xấu và nên làm những điều tốt. Thế mà bọn con chiên thì cứ ngây ngô tin theo, đóng tiền cho nhà thờ, đóng tiền cho linh mục, giám mục, để rồi giám mục ở Việt Nam đem cống nạp cho Vatican, Vatican cống nạp cho chính phủ các nước để xóa tội hàm hiếp của linh mục, của hầm y, của giám mục của nước của họ. Một điều rất là ngu xuẩn vô cùng. Nếu có nhiều người chịu ngồi xuống và đọc mà kinh thánh thì chắc sẽ có nhiều người trở thành vô thần như tôi. Chúa Giêsu cũng khuyến khích cái ý tưởng rằng đàn ông thì nên thiến hoạn dương vật để được lên thiên đường. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn từ tay người ta, có người và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Matthew 19:12 ASV, dịch từ Kinh Thánh tiếng Việt. Tôi không biết tại sao có người tuân theo lời dạy của một kẻ nói thẳng ra rằng tất cả đàn ông hãy cắt dương vật của mình đi. Chúa Trời trong Kinh Thánh còn là một kẻ ngưỡng mộ những lễ hiến tế mạng sống con người và thú vật. Còn trong trường hợp bạn nghĩ rằng sự độc ác cùng những luật lệ vô đạo đức của Cựu Ước không còn được áp dụng, có lẽ bạn nên đọc kỹ những gì Giêsu đã tuyên bố rõ ràng rằng trời đất đi qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Luca 16:17, việc dịch từ Thánh Kinh Việt. Tôi biết rằng hầu hết tín đồ Thiên Chúa giáo tin rằng Chúa Trời là một vị thần thánh thiện và nhân ái, và tin rằng Chúa muốn mọi người hãy làm điều tốt lành. Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều muốn làm điều tốt và ứng xử có đạo đức. Tôi cũng tin rằng có nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo không thực sự đọc Kinh Thánh, hay nếu có thì chỉ đọc một vài đoạn nào đó ở nhà thờ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì Kinh Thánh thì khó đọc và dùng ngôn ngữ cổ xưa, và những mục tham chiếu thì tối nghĩa. Nhưng cũng tại vì các vị linh mục và mục sư không thích đọc một số đoạn trong Kinh Thánh, do chúng chỉ chuyển tải những thông điệp hận thù thay vì yêu thương. Nếu bạn theo đường dẫn link bên trái dưới đây của trang web, bạn sẽ được biết những điều bẩn thỉu trong Kinh Thánh vốn không được các vị linh mục và mục sư nhắc tới. Bạn cũng có thể thảo luận những vấn đề liên quan đến trang web này về tôn giáo hay về vô thần tại avbible.com. Đó là một cái những cái trang web mà mình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mình sẽ bỏ xuống cái phần những cái trang web này nằm ở phần mô tả, thì mình dẫn chứng là nằm trong mình dẫn chứng toàn bộ cái bộ này trong một cái trang web rất là ít người xem. Nhưng mình đã tìm ra và muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Cái trang web này á, tội ác của Thiên Chúa trong Kinh Thánh gồm 16 hạng mục.
nó chặn rồi nha các bạn, nó chặn rồi, mình dùng phần mềm vừa từng lửa cũng không vào được. Những cái trang web này chúng ta lần mò sẽ ra hết. Công giáo info này, nó có vấn đề giải đáp nhưng mà rất là lương lẹo trong cái những cái câu nói được sửa đổi lại thành những cái lời hăm dọa, giống như là người cha hăm đứa con, hăm dọa đứa con gì đó. Nhưng mà nó rất là lương lẹo, cho nên thành ra chúng ta không nên là chúng ta cứ nghe những linh mục, giám mục, rồi mục sư đồ giảng thì thất bại lắm. Nè, như một năm nè, Đức Chúa yêu thương mọi tạo vật cho Ngài tác tạo. Tác giả sách khôn ngoan chứng thực điều này khi kêu lên: Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm tất cả bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Đó, thấy chưa? Cho nên thành thứ đa là nó rất là xạo. Ở đây là những lời nó trích dẫn nhưng mà lương lèo nằm trong đó. Rồi, thì thôi mỗi ngày mình làm một chút để quý vị còn có những cái thời gian mà đọc, trình bày, tìm hiểu thêm. Nếu làm nhiều quá thì sẽ mất đi sự nhàn rỗi.